À, xin chào mọi người, mình là Di Di nè. Xin chào mọi người, lại là mình Di Di nè. Thì cuộc thi câu cá cơm trên đảo AI cũng đã kết thúc rồi á, nên mình sẽ trở về hoạt động hàng ngày, đó là đi đập khoáng sản. À, trước khi đi á, thì mọi người nhớ nhập code mới ngày hôm nay nha. Mình có để code trên đây nè, phần thưởng là một vé coupon. Rồi, mở cái hộp dao luôn để coi ra được gì. Ôi trời, chê nha. Ok, bây giờ hãy cùng Di đi đập khoáng sản thôi nào. Mà hôm nay làm sao nha, mình thấy rất là nhiều thiên thạch lấp lánh luôn, nhưng mà đập không có ra khoáng sản hiếm mọi người. Đập một hồi thì nó mất lấp lánh rồi, ra cái gì đâu không à. Rồi, tới viên thứ hai của mình nè. Đến viên thứ ba này mọi người. Rồi viên thứ tư nữa nè. Này là mất lấp lánh rồi nè mọi người. Mình để ý là cái thiên thạch này chỉ cần đập 3 lần thôi là mất lấp lánh rồi. Đây viên đá thứ 5 nè, mọi người đến với mình nha. Đây lần thứ nhất là mình ra đá. Lần 2 ra đá tiếp nhưng vẫn còn lấp lánh. Lần 3 vẫn ra đá nhưng mà mất lấp lánh luôn rồi nè. Bể luôn, không có khoáng sản hiếm nào hết. Sau một hồi đi đập mà không có gì hết á, nên Di quyết định đi lượm cây. Mà mấy cái cây này á, mọi người xiên lượm nha. Tại đủ 50 cây là mọi người đỡ được cái vườn tròn nhìn xinh lắm á. Rồi cuối cùng mình cũng gom đủ rồi nè. Bây giờ mình sẽ đổ vườn tròn cho mọi người xem nha. Đây, đang chế tạo vườn tròn thì cái này là cỡ 1 giờ 50 phút sẽ xong nha mọi người. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nè. Chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.